What they call darling? That's where they burn the medical waste. Yeah, that's where they burn all the medical name. Waste. Chimney. Good. Mọi người ơi, mình đang đứng ở trong bệnh viện mình từng làm, là cái cây này là cái cây mà để mà nó đốt những cái dụng cụ y khoa, cái dụng cụ y khoa mà nó đã xài rồi đó mọi người. Rất là tốt, nó cao lên thì nó không có bị ô nhiễm dòng cái khu bệnh viện chỗ mình làm nha mọi người. Chúc mọi người vui khỏe hạnh phúc, thích thì cho mình một like. Đây là buổi chiều ở bệnh viện Alpha.